Cái hôm bữa đầu tiên á, là mình học về những một số cái bệnh lý tim mạch ha, thì hôm nay là mình sẽ qua một cái hệ mới là hệ hô hấp. Thì cái bệnh thường gặp đầu tiên mình muốn trình bày hôm nay đó là thứ nhất là cái bệnh về viêm hô hấp ha. Mục tiêu thì nó cũng tương tự như là cái những cái buổi học trước thôi ha, thì mình cũng trình bày được cái nguyên nhân và cơ chế gây ra cái bệnh đó theo y học cổ truyền. Mục tiêu thứ hai đó là mình trình bày và chẩn đoán được cái thể lâm sàng của cái bệnh đó ha, theo y học cổ truyền. Và thứ ba là phân tích cái phương pháp điều trị theo y học cổ truyền. Nội dung thì cũng đáp ứng theo cũng tương tự như mấy cái bài kia thôi ha. Mình cũng đi từ cái viêm hô hấp theo y học cổ truyền, y học hiện đại, và sau đó mình sẽ học về cái ba cái mục tiêu chính của mình. Đầu tiên á, mình sẽ nói về cái phần viêm hô hấp theo y học hiện đại. Về cái đường hô hấp của mình á, là nó bao gồm bắt đầu từ cái xoang mũi ha, cho tới cái phần phổi. Thì ngoài ra thì trong cái thành phần chính giữa nó thì có thể có bao gồm là phần hầu họng ha, rồi khí quản, phế quản và các tiểu phế quản ha. Thì theo theo cái phân chia á, thì từ cái phần thanh quản trở lên á, được chia thành đường hô hấp trên, còn cái từ thanh quản trở xuống thì sẽ được là đường hô hấp dưới ha. Thì tương ứng với lại cái hai cái cách phân chia này á, thì mình cũng chia thành hai cái hội chứng viêm hô hấp mà là viêm hô hấp trên và viêm hô hấp dưới. Và viêm hô hấp trên á, thì nó sẽ có những cái triệu chứng điển hình về cái hội chứng viêm hô hấp trên á, như là nghẹt mũi, sổ mũi, chảy mũi ha. Có thể đau họng nữa. Còn nếu mà đường hô hấp dưới á, thì nó sẽ có một cái triệu chứng là như là ho, khó thở ha, rồi khi mà mình nghe nghe phổi á, thì có thể là nghe có cái âm bị giảm phế trường, hoặc là có tiếng rên ẩm, rên nổ ha. Thì cái này là nó hơi bị thiên về cái bên Tây y á, nên mình chỉ nói sơ qua tí xíu đó. Ngoài ra có một số cái cách phân chia khác, như là phân chia về cái giai đoạn ha, ví dụ như là viêm hô hấp khu hô hấp cấp tính và viêm hô hấp mãn tính ha. Về viêm hô hấp theo y học cổ truyền á, thì nó cũng tương tự như là cái mấy cái bệnh bên tim mạch á, thì nó cũng không có cái chứng nào, không có cái bệnh nào là viêm hô hấp theo trong y học cổ truyền hết ha. Tuy nhiên cái viêm hô hấp này á, thì nó lại liên quan tới một số cái chứng trạng trong y học cổ truyền, như là khái thấu, háo suyễn, phát nhiệt và đàm ẩm. Thì cái khái thấu này là ho nha mấy anh chị, còn háo suyễn là khó thở, khò khè khó thở ha, phát nhiệt là sốt, còn cái đàm ẩm này là nó như là có đàm á, có đàm trong người á. Thì cái chứng mà nó liên quan nó đại diện cho cái viêm hô hấp nhiều nhiều nhất đó là cái chứng khái thấu. Thì tới cái nãy giờ mà mình nói, mấy anh chị có hỏi gì không à? Thầy nói lại dùm bốn cái triệu chứng này với thầy. Bốn cái triệu chứng này là cái đầu tiên là khái thấu á, là ho ha, khái là ho không có đàm, còn thấu là có đàm mà không có ho. Nếu mà gộp chung lại là có thể là ho có đàm ha. Còn háo suyễn á, là khó thở, khò khè khó thở. Phát nhiệt á, là biểu hiện là sốt á, là người nóng nóng trong nóng người nóng bên ngoài á. Còn đàm ẩm á, là về cái có cảm giác đàm trong người á, có đàm trong hầu họng á. Đàm nhưng mà không có bị sốt hay bị gì hết thầy. Cái đàm ẩm Sốt là cái phát nhiệt á, còn cái đàm ẩm là nó như là triệu chứng giống như là đàm thấp á. Sẽ có anh chị được phát hỏi gì không mà nếu không ai hỏi thì chắc mình qua tiếp luôn ha. Thì đại diện cho cái chứng viêm hô hấp, cái đường viêm hô hấp á, là cái chứng trạng là khái thấu ha. Thì mình sẽ đi qua cái nguyên nhân và cơ chế theo y học cổ truyền luôn. Thì theo trong sách, mấy cái sách kinh điển á, thì nó đều nói là cái chứng khái thấu á, đều là do là cái liên quan trực tiếp tới cái tạng là tạng phế. Thì phế này thì nó có ba cái cơ chế chính là liên quan tới cái ba, nhưng mà thực tế là bốn ha, là ba cái cơ chế chính là liên quan tới tác động lên cái phế. Thứ nhất đó là cái lục dâm. Lục dâm là có phong hàn tử tấp tá hỏa ha. Nếu mà nó mạnh quá thì thay vì nó chỉ ở ngoài bì phu thôi, là mình bị sốt cảm thôi ha, thì nó có thể là nó vô, nó thẳng chui vô trong tạng tạng bên trong mình luôn, thì nó sẽ tác động vô phế luôn, thì nó có thể gây ra khái thấu. Ngoài ra là có cái con đường đó là nếu mà mình tổn thương tới cái tạng thận á, thì tạng thận này nó không có sinh tinh được ha. Thì cái tinh này là tinh hậu thiên á, thì tiên tiên hậu tiên tiên hậu thiên luôn á, thì nó sẽ không có nuôi tham gia vào quá trình hình thành khí 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 được, thì cái nó cũng làm ảnh hưởng tới cái chức năng của phế ha.
Ngoài ra là có cái con đường khác, là cái con đường về ăn tỳ ha. Nếu mà mình ăn uống mà không có điều độ thì tổn thương tới tỳ, và tỳ thì cũng giống như là cũng thể tham gia vào cái quy trình mà hình thành khí ha, thì nó cũng tác động lên phế, thì kia để chứng thái thấu. Ngoài ra là nếu mà tỳ mà mình ví dụ là mình tỳ mà không có vận hóa tỷ thóc hủy cốc được nhiều được á, thì có thể sinh đàm thấp nữa ha, thì cái đàm thấp này nó cũng sinh ra hình thành trong cái tạng phế, thì nó cũng gây ra cái tình trạng là ho khó thì coi dựa vào cái nguyên nhân này, cơ chế này á, thì nó cũng tương ứng với lại một số cái thể lâm sàng ha, thì nó chia thành hai hai cái. Thứ nhất đó là cái chứng về chứng về thực ha, có nghĩa là giai đoạn cấp á, là bệnh nó sẽ cấp tính và nó sẽ ngắn trong thời gian ngắn ha. Như là trong là cái nguyên nhân về cái lục dâm nè ha, và cái đàm thấp nè ha, là hai cái thể mà nó là về thực. Còn cái thể mà nếu vừa tổn thương về tỳ hay là phế hay là thận á, là về cái phần hư ha. Thì như đây như là gì cái hình á, thì nó sẽ có một số cái thể như sau. Thứ nhất đó là về thực á, thì có thể là như anh chị học là ha, là có phong hàn tụy thấp cá hỏa ha, thì có đây gọi là sẽ có bệnh về phong hàn, phong nhiệt, táo khí, và cái thứ hai là cái đàm ha, cái đàm 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 đây, đàm thấp ở đây ha, nó cũng tính là một cái biểu hiện trung bình thực. Thì nếu mà đàm thấp á, mà nó lâu ngày quá mà mình không có chữa trị á, thì nó có thể tạo ra là một cái thể hay là gọi là đàm nhiệt ha, là đàm thấp nhưng mà nó sinh nhiệt luôn. Còn về hư ha, thì hư thì nó sẽ tổn thương ở về phế ha. Phế thì nó có thể hai cái thể bệnh thường gặp, đó là phế khí hư và phế âm hư. Còn nếu mà có tổn thương về kết hợp giữa phế và tỳ hay là phế và thận ha, thì nó sinh thêm hai cái thể bệnh này nữa ha. Có đi nhanh quá không mấy anh chị? Thầy ơi, tức là một trong những cái phế đó bị hư hay là cả bốn phế đó bị hư thì mới xét là viêm hô hấp thầy? Một trong nó sẽ là một trong bốn cái con đường này thôi ha. Ví dụ là bệnh lý là ví dụ là phong hàn mà nó phạm trực tiếp vào phế luôn á, thì nó sẽ gây ra cái chứng là chứng thực ha, là phong hàn, là cái thể là phong hàn ha. Còn nếu mà ví dụ là bệnh nhân ăn uống, thì dù ăn uống ăn đồ béo ngọt nhiều ha, thì tỳ nó không vận hóa tỳ thấp được, thì nó sẽ sinh ra đàm thấp ha. Thì cái đàm thấp này nó sẽ có thể là sinh ra luôn ở tại cái tạng phế á, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là kho khái thấu và đàm ẩm ha. Thì có thể một trong hai hoặc là có thể hai ba cái luôn á, tùy tùy cái thể của bệnh nhân. Chị có hỏi gì nữa không ạ? Trả lời chị có hiểu chưa? Tuy là chia thành nhiều thể ha, nhưng mà thực tế là trên lâm sàng á, là bệnh nhân nó cũng không có thí dụ là ví dụ về bệnh nhân bị viêm viêm phế quản đi, nhưng mà chắc có chẳng sẽ có một số cái bệnh nền nào đó nữa. Ví dụ là bệnh nhân bị viêm phế quản trên nền mà tăng huyết áp đi ha, thì có thể là có bệnh 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 nhân cái bệnh nền của bệnh nhân có thể có một cái âm hư nào đó nữa, là mình có thể chẩn đoán là ví dụ là phế khí hư trên một cái nền âm hư ha, chứ không nhất thiết là mình ví dụ là cái gặp bệnh đó là chỉ bệnh nhân chỉ có một cái là phế khí hư không đâu ha. Thì giờ dựa vào những cái thể này thì mình sẽ từ từ phân tích theo từng thể ha, là cái triệu chứng của cái thể này là như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ minh vô cái thể đó, đầu tiên đó là thể phong hàn ha. Thì cái tính chất của cái hàn á là cái đàm á thường thường nó sẽ màu trắng ha, còn nếu mà đàm nhiệt á thường thường là sẽ đàm sẽ là màu vàng. Ngoài ra là bệnh nhân có một số cái triệu chứng, ví dụ là sợ lạnh này ha, là sợ lạnh là triệu chứng của hàn ha, phát sốt này là cái triệu chứng về cái tấu lý ha, là do là bệnh nhân có ngoại cảm, với lại ngoại cảm ở bên ngoài á, thì cái doanh khí nó, cái vệ khí á, nó đấu tranh với cái phần ngoại tà bên ngoài á, thì nó có thể gây triệu chứng là phát sốt ha. Và đặc biệt là cái hàn thì thường thường là sẽ không có triệu chứng khác ha, không khác ha. Mạch phù là cái mạch mà nó về mạch thực thôi ha. Còn một số cái triệu chứng chung của mấy cái thể đó là ví dụ mình ho khò khè thì mình không nói đây ha. Mấy anh chị tập trung chú ý là mấy cái triệu chứng đặc hiệu, là ví dụ là đàm trắng nè, hoặc là sợ lạnh nè ha, để mình chẩn đoán được cái thể của mình. Cái để thứ thể phong nhiệt ha, thì như nãy nói là có cái đàm vàng ha. Và cái thứ hai là ngoài là có thể mạch đó, nó có thể là sát nè ha, là bệnh nhân có thể có khát nữa. Tuy nhiên mà cái khát này là nó hơi không bị đặc hiện tí xíu ha. Thí dụ như là cái thể mà bệnh âm hư á, là bên trong có sinh nội nhiệt á, thì nó vẫn có thể là có triệu chứng khác ha. Rồi về về cái thể là thể táo khí ha, thì cái táo thì mấy anh chị học rồi ha, thì nó là cái là khô ha, thì thường thường là bệnh nhân sẽ bị cái triệu chứng là ho khan thôi, là không có đàm gì hết ha. Rồi có triệu chứng là mũi khô, họng khô ha, rồi lưỡi cũng khô luôn.
Nếu mà ví dụ là nếu mà táo nhiều quá thì có thể là sinh nhiệt nữa, thì có thể mạch là nó có thể là phù sát luôn. Còn cái thể là đàm thấp á, thường thường là bệnh nhân có thể là ho ha, tức ngực và đàm, có đàm mà đàm này nó sẽ dễ khạc ha. Và thường thường là bệnh nhân có khi chứng của cái đàm thấp là thường thường là sẽ bị lợm giọng. À, và lưỡi thì thường thường là chị sẽ thấy nó bị dính nhớt ha. Này mình là mình thử, ví dụ mình nhìn vô cái lưỡi mà mình thấy nó nhớp nhớp á, thì mình có thể là ví dụ là đeo găng tay vô cái mình sờ thử cái nước bọt hay mình thấy sẽ thấy nó dính dính dính. À, ngoài ra là có cái như mấy bữa trước này cũng nói là cái mạch ha, cái mạch mạch hoàng này nó cũng tiêu biểu cho cái đàm thấp. Còn về đàm nhiệt á, thì cái triệu chứng nó cũng tương đương với đàm thấp thôi, tuy nhiên á, là nó sẽ thêm một số cái triệu chứng của nhiệt ha. Ví dụ như là bệnh nhân là bệnh nhân có cái triệu chứng là đắng miệng nè ha. Rồi cái mạch hoạt là có thể là hoạt sát nữa. Cái về cái thể hư á, thì cái thể đầu tiên nó là thể về phế khí hư ha. Thì phế khí hư thì giống như là như cái mấy cái bệnh lý về tạng á, thì nó sẽ phân chia thể cái triệu chứng về phế ha, và rồi bệnh triệu chứng về khí và triệu chứng về hư. Thì trong cái tự hãn này là ha, là cái triệu chứng của hư nè ha. Rồi tiếng nói yếu cũng là cái triệu chứng của hư luôn. Tiếng nói yếu là của khí hư luôn ha, chứ không phải là của hư không. À, còn cái ho hay gì đó là cái triệu chứng của phế ha. Còn cái mạch này thì mạch là mạch hư rồi ha, nên em cũng không giải thích như thế nữa. Còn về âm hư á, thì thường thường á, sẽ có triệu chứng về sốt về chiều nè ha. Rồi, cái mạch là mạch sẽ mạch tế sát. À, còn cái đờm á, cái ho á, thường thường là sẽ cũng có đờm ha, nhiều khi cũng có thể có máu nữa. Có máu thì nó thường thường nó sẽ không có đặc hiệu lắm đâu, thường thường là nếu mà ví dụ là mấy cái chuyện ví dụ đàm đi, nếu mà nó nhiệt sinh nhiệt dữ quá thì nó cũng có thể là ho ra máu, nên không có tô đậm ở đây. Nên nói chung là cái triệu chứng thì thường là mình cái âm hư này thường thường mình phải kết hợp nhiều thứ đó mình để chẩn đoán được. Ví dụ là mình có sốt về chiều ha, là khát mà uống thì không có khát khát, rồi có cái mạch tế sát ha, lưỡi đỏ ha, thì mình mới chẩn đoán được cái âm hư. Cái về phế phế tỳ hư ha, thì cũng tương tự thôi, thì nó cũng có cái triệu chứng của phế, triệu chứng của tỳ, triệu chứng của hư ha. Thì triệu chứng của tỳ đó là ăn cái ăn uống kém, đầy bụng, khó tiêu tiêu chảy lỏng ha. Còn cái ho là do phế. Còn cái nhiều cái việc mà ho nhiều đờm dễ khạc này ha, mấy anh chị hồi nãy đọc trong cái thể mà đạm thấp ha, thấy nó cũng có đờm dễ khạc ha, là do là cái tỳ vị này là nó sinh làm thấp á, nên là nó cái đàm của nó dễ khạc. Về thận hư á, thì nó sẽ có triệu chứng về thận phế khí hư liệt kê trên kia rồi. Và cái thận dương hư á, thì cái bài bài lần trước á, cũng có cái triệu chứng rồi, nên chắc em chỉ nêu đây 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 thôi ha, chứ không có trình bày đây. À, em trình bày xong cái mấy cái thể của cái mấy cái bệnh cảnh của cái viêm hô hấp rồi à, không biết là mấy anh chị này có hỏi gì không. Thì thôi mình đi tiếp luôn ha, thì sẽ qua cái phần phương pháp điều trị theo y học cổ truyền luôn. Thì đầu tiên mình nói về cái bệnh thật ha, thì tôi ứng với cái bệnh là phong hàn đi. Phong hàn thì mình sẽ có cái phép trị đó là phát tán phong hàn ha, phá đờm ha. Thì mọi người thấy ha, nó khác biệt với lại cái bệnh cảnh phong hàn không á, là tại vì cái phong hàn này từ từ nó sẽ có mình do ho ho khó thở thì nó sẽ có đàm, thì mình phải thêm một cái đó là phá đờm đó ha. Thì tương ứng là có phong nhiệt thì cũng là phát tán phong nhiệt với phá đờm. Còn táo khí á, thì mình sẽ thanh phế nhuận táo ha. Còn về đàm nhiệt với đàm thấp thì mình cũng thí dụ đàm nhiệt thì mình sẽ thanh hỏa nhiệt đờm nhuận táo ha. Còn về cái đàm thấp thì mình sẽ táo thấp phá đờm chỉ khái. Còn về cái bệnh về khí hư á, thí dụ như bệnh về phế khí hư thì mình bổ khí, bổ phế khí thôi. Còn nếu mà âm hư thì mình bổ phế âm hư, phế âm mà. Còn nếu mà nhiệt nhiều quá thì mình sẽ có thêm cái gián hỏa nữa. Còn về phế tỳ hư thì mình sẽ kiện tỳ với phế ha, là nói chung là mình bổ hai cái phế với tỳ. Còn cái thận phế thận hư thì cũng bổ thận với bổ phế thôi. Thì giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng cái thể ha. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái phần châm cứu của cái bệnh lý thực á, thì cái công thức huyệt á, thì nói chung là nó cũng khá giống nhau. Thì ở đây mình sẽ liệt kê hết tất cả các huyệt của mấy cái bệnh lý thực luôn, là mình sẽ mô tả cái tác dụng của nó luôn. Thí dụ như là cái phong trì ha, phong mấy cái hiện giờ phong trì, phong môn, phong phủ á, thì anh chị thấy là nó có cái tên là phong này ha, phong 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 này ha, thì tác dụng của nó là trừ phong. Còn cái hiệp phong long á, là thường thường là bữa trước mình cũng học rồi ha, là nó có tác dụng trừ đờm. Cái huyệt một số cái huyệt là huyệt đại trùy, phúc trì, hợp cốc ha, thì cái huyệt này là nó là huyệt kinh nghiệm dùng để hạ hạ sốt hạ nhiệt ha. Còn đản trung ở đây là huyệt dùng để bổ khí. Còn liệt huyết đó là cái huyệt là thường dùng để điều trị những cái chứng như là ho hay là khó thở, khò khè. À, ha. Nói chung là dùng để điều trị triệu chứng là chính. Còn mấy bệnh về thí hư á, thì thường thường ta sẽ thiên về mổ mấy cái tạng ha. Ví dụ như là bệnh về cái huyệt về thái uyên thiên lịch ha, là cái này là theo cái nguyên tắc là chọn huyệt là nguyên lạc nha, nguyên lạc để bổ phế. Còn huyệt trung phủ ở đây là cái phương pháp chọn huyệt đó là du mộ huyệt à, cái trung phủ này là mộ huyệt của phế.
Hôm bữa là mình chỉ nói với cái thiệt vui ha, hôm nay là mình có thấy sự xuất hiện của cái thiệt mộ đó, mộ của phế hay là trung phủ ha, còn ngoài ra là một số cái thiệt chu để bổ tỳ bổ thận bổ phế hay là bữa nói rồi chắc em qua luôn rồi, còn một cái việc như là và bổ mình môn hỏa ha, trong cái bệnh mà thận dương hư á thì thường thường là mình sẽ có cái bổ mình môn hỏa nữa, thì sẽ ví dụ cái việc như là ví dụ bệnh mình môn quan nguyên, còn trong cái thể mà ví dụ là thận âm hư đi ha thì mình có thể chăm thêm cái việc là tam âm giao ha để tư âm, rồi một số cái việc khác như là ví dụ là đản chung khí hải là cũng có tác dụng là bổ khí. Tới đây anh chị có hỏi gì không ạ? Thầy ơi, cho em hỏi được mệnh môn á thầy. Dạ Cái việc mệnh môn á mình còn cái mình chăm ha, mình chăm ha, mình cứu thầy. dạ mình Cứu chăm được không thầy? hả, dạ cứu được luôn rồi. Cứu tại vì cứu mà nếu mình còn trẻ mình cứu được luôn á thầy. Thầy thầy phải bao nhiêu thầy nghe một số thầy nói mệnh môn á mình còn trẻ. Cứu sau này nó bị mờ mắt có không thầy? À, còn đừng chưa nghe cái đó bao giờ hết á, mà cũng chưa gặp trường hợp đó luôn á, thì bình thường Dạ là ví tại dụ em nghe là nó để học để hỏi thầy cho chính xác có không chứ. À, tại nghe mấy thầy mà có kinh nghiệm mình học dài dài mấy chuyện này là chưa thấy nghe cái vụ đó luôn. Cũng á. không biết À, tại vì có một số thầy lớn tuổi kinh nghiệm thầy nói vậy đó mà không có chứ không có chứng minh được nên thầy à, tính hỏi thầy có chứng vậy à. cái đó mình cũng không biết nữa, thì có thể là một cái trường hợp là thà mà mấy thầy đó là có thể là ví dụ người ta cứu bên mình môn á, hoặc trường hợp một cái cái tính thuộc một cái không biết bệnh nhân bị nói chung là một cái tán nhân nào đó khác hàng nó gây mù mờ mắt á, chứ Nếu mà thầy nói cũng người dưới 30 tuổi là không được cứu, người trên 43 trên 30 tuổi đi cứu thì nó không bị. ví dụ trong mấy bệnh lý mà thường thường là cái nói chung là cái bệnh về thận dương hư á, thường thường là thuộc mình thường gặp trong cái nhóm tuổi mà lớn tuổi á, thì thường thường là sẽ chăm cứu và cứu luôn, còn mấy cái bệnh là về mấy cái bệnh lý mà trẻ trẻ thì thường mình cũng ít gặp lắm, nên là mình cũng không rõ nữa, mà nói chung là trong sách y văn thì mình không có đọc về cái được cái vấn đề đó, là chưa thấy cái vấn đề đó luôn. Dạ dạ cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi một chút ạ. Giữa cái kỹ thuật chăm và cái kỹ thuật cứu á, thì theo em hiểu á, là cái mình chăm á, thì mình sẽ tác động sâu hơn mà cứu thì nó nhẹ hơn, có phải như vậy không thầy? Dạ không, mà thì chăm với cứu là thường thường á là thường thường là sẽ làm chung luôn á, là ví dụ như là mình chăm cái việc đó rồi mình cứu trên cái kim luôn á, còn nếu mà mình cứu á thì nó chỉ là tác động nhiệt bên ngoài da thôi, chứ nó chưa vô chăm sâu vô cái việc là cho cái đường kinh của mình đâu. Nếu không là mình đi qua tiếp luôn ha. Ủa thầy ơi cho em hỏi cứu trên cây kim là mình làm cho cây kim nó nóng lên rồi mình chăm hả thầy? Dạ không, cái chị nói á, là cái gọi là hỏa chăm ha, là có nghĩa là mình hơi nóng cái cây kim là mình chăm vô, còn bình thường á ví dụ mình chăm cái kim vô cái huyệt đó ha, rồi mình dùng cái cây ngải cứu á, mình hơ xung quanh cái kim đó, cái đó gọi là cứu. Dạ vậy nó còn một cái phương pháp cứu nữa là mình dùng cái lát gừng á thầy, xong rồi mình dùng ngải cứu đốt hoặc là hơ lên trên đó thầy. Cái này mình chưa nghe bao giờ. Dạ tại vì em thấy người ta cứu là cứu theo cái có một cái phương pháp cứu như thầy vừa nói, là một một cái cách nữa là một cái lát gừng, thì nó có hai cách. Một á, là ngải cứu tự làm rồi rồi vo vo lại á, thì mình đốt mình để lên cái lát gừng đó, hoặc là dùng cái điếu ngải mình hơ trên cái lát gừng, tức là thông qua cái lát gừng chứ không có hơ trực tiếp. Cái đó cứu người thần khuyết đó bạn. Không bạn, mình thấy người ta làm nhiều huyệt lắm chứ không riêng một cái huyệt đó đâu. Cái này có thể là nó làm tác động giống như giác hơi á, thì cái này em cũng không rõ lắm. Thường thường là nếu mà nói về chăm cứu á, thì thường thường là người ta sẽ dùng cái tác dụng nhiệt gì đó lên lên cái kim ha, chứ thường thường là sẽ không có cứu khả. Thì mình sẽ nói qua cái phần dưỡng sinh trước luôn ha, tại vì cái này phần này ngắn cũng ngắn. Thì trong cái dưỡng sinh đó, thì nó có ba cái động tác là có liên quan tới cái viêm hô hấp ha. Thì thứ nhất là cái động tác về thư giãn, cái thứ hai là cái thở bốn thời của cây mông, nói chung là hai cái này là thấy cái bệnh lý nào nó cũng xài được hết đó. Rồi ngoài ra là có cái thêm cái đó là cái động tác mà trong dưỡng sinh đó, ví dụ là xoa tam tiêu ha, không biết mọi người học cái dưỡng sinh chưa, Dạ chưa thầy. chưa luôn hả? Thì thôi để mình đợi có gì mình tới cái học phần đó mình học luôn ha. Mình sẽ vô cái phần thuốc hang ha. Thì như là bệnh về phong hàn đi thì có một số bài thuốc á, là tương ứng với cái pháp trị trong cái phong hàn bệnh cảnh phong hàn nha. Thí dụ như là bạch tô ẩm, chỉ thấu tán và tô tử giáng khí than ha. Thì bình thường á, là hai cái bài thuốc dưới đây, bài chỉ thấu tán với bài tô tử giáng khí than nè, thì hai bài này thì dùng thường thì sử dụng nhiều nhất ha. Thì mình sẽ bắt đầu vô phân tích luôn hai cái bài luôn. Thì đầu tiên là cái bài tô tử giáng khí than ha, thì nó sẽ có một số vị như là tô tử, sinh khương, dục quế, hậu phát, trần bì, tiền hồ, đương quy, bán hạ, cam thảo ha.
thì cái pháp trị hồi nãy của mình đó là phát tán phong hàn ha. Do vậy là cái những cái vị ví dụ là bình phát tán phong hàn này nó sẽ là quân ha. Còn cái sinh khương này hình như mình ghi nhầm hay sao á. Không, như đúng rồi, đúng rồi. Thì nó cũng có cái tác dụng phát tán phong hàn ha, cũng phát phá đờm chỉ khá ha. Còn một số cái khác cái tác dụng của một số cái vị khác ví dụ là hậu phát để hành khí phá đờm nè ha. Phát hành khí phá đờm. Nói chung là cái vị nào mà nó chỉ có một cái công dụng ở trong cái pháp trị, cái pháp trị thường thường nó sẽ là tá. Nói chung là và mấy anh chị sẽ thấy một số cái vị nó sẽ xuất hiện liên tục nha, ví dụ như là bán hà nè ha. Rồi có chân bì nữa ha. Thì hai cái mấy cái vị này sẽ xuất hiện liên tục trong mấy cái bài thuốc mà nó liên quan tới cái phần vi mô hấp. Còn cái bài thuốc về chỉ thấu tán á, thì nó sẽ có những cái vị như là kinh giới, cánh cát cánh, chân bì, tử quyển, bát bộ, bạch tiền và cam thảo ha. Đây là chân bì lại có nữa ha. Tại vì nó có dụng chỉ khái tiêu đờm á, nên nó xuất hiện rất là nhiều trong rất là nhiều bài thuốc. Còn cái vị cam thảo thì trong mấy cái bài thuốc này thường thường nó chỉ có tác dụng dẫn thuốc thôi ha. Còn còn mấy cái vị mà ví dụ tá thường thường nó sẽ có cái tác dụng là hóa đờm chỉ khá nha. Còn về cái phong nhiệt á, thì nó sẽ có ba bài hay là bài tan cúc ẩm, ngân kiều tán và một số cái bài nói chung là cũng ít xài lắm, ví dụ như là vị kim thang hay là ma hạch là thạch cam thang ha. Thì mình sẽ vô một cái bài là thường thường sử dụng nhất, đó là bài tan cúc ẩm. Nó sẽ có tan diệp, bạc hà, cúc hoa, liên kiều, hạnh nhân, các cánh, lô căng canh thảo ha. Thì như là cái vị tan diệp bạc hà cúc cúc hoa này ha, liên kiều luôn, thì cái vị này là vị cái vị về thanh nhiệt ha. Còn cái hạnh nhân này là dùng để bình xuyển, còn các cánh nó cũng tuyên thế chỉ khái ha. Cái cánh này xuất hiện tí nữa mấy anh chị cũng thấy sẽ thấy nó là xuất hiện rất là nhiều ha. Về cái thể về táo khí táo á, thì nó có những số bài như là thanh táo cứu phế than ha, tan cúc ẩm hoặc là hàn liên giải độc than. Thì cái bài hay thường hay sử dụng nó là bài thanh táo cứu phế than ha. Thì thường thường là nó sẽ dùng những cái vị như là tục địa ha, nó tư âm ha, sinh tân ha, ngũ tất thì nó đi bổ can thận. Lộ ha, cái bài này chắc là mình để lộ mà ha, chắc để cái bữa sau sửa lại cho mấy anh chị. Về đàm nhiệt cái thường thường là sẽ có thể sử dụng là hai bài hài là nhị trần thang gia bối mẫu chi mật chi mẫu hoặc là cái bài bách hợp cố kim thang. Thì đây là cái bài thuốc bách hợp cố kim thang ha. Thì nó có bách hợp mạch môn hiền sâm sinh sinh địa thuộc địa bối mẫu thuộc chừa các cánh cam thảo. Thì do là cái thể này nó sẽ có nhiệt ha, thì nó sẽ sử dụng một số cái vị như là ví dụ vị sinh địa ha, sinh địa để thanh nhiệt ha, rồi tiền sâm bối mẫu ha, rồi một số cái vị là để có chỉ khái, vừa chỉ khái vừa thanh nhiệt, rồi nhiều bách hợp ha, làm quân ha. Còn mạnh môn á thường thường là nhuận phế chỉ khái. Rồi kẹo lại đây là chúng anh chị lại thấy là có sự cái cá cánh nữa ha, là cũng nó có sử dụng thập phế từ đường. Cái Dạ vị này là dùng được cho trẻ em á đúng không thầy? dạ vị nào à? Thì mấy cái bài thuốc này nè thầy, Dạ cho mình dùng bình thường đó chị. tức là trẻ em vẫn dùng được đúng không Dạ thầy? Là khoảng bao nhiêu tuổi là có thể dùng được không? dạ thì thường thường là thí dụ có một số bệnh nhân hen, thí dụ trẻ em thường thường là nó thường thường là nó sẽ bị mấy cái bệnh lý về hen suyễn á, thì thường thường thời khởi phát thì tuổi cũng 4 5 tuổi gì đó ha, 3 2 3 tuổi 4 tuổi gì đó, thì đi khi Hai mà ba đi tuổi khám vẫn nhi. có thể dùng được luôn hả thầy? Dạ nói chung là cái phần về dùng thuốc về nhi á, thì mình nói chung là mình cũng không có gặp nhiều bệnh lý nhi nhiều lắm nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Thì thường thường là ví dụ bà thể này đàm nhiệt này thường thường là mình cũng chỉ dùng là cái bài nhị trận than gia bối mẫu thôi ha. Rồi còn cái thể đàm đàm nhiệt á, thì mình sẽ dùng cái bài thuốc nhị trận than gia giảm ha, hoặc bài lý trung hòa chí lý trung hóa đờm hoàn. Thì cái bài dưới đây là như nó cũng ít xài lắm, mình cũng không xài, thường thường là mình sử dụng mà cây nhị trần thang gia giảm nhiều. Thì về bây giờ giảm như thế nào ha, thì đây ha, trần bì bán hạ phục linh ha, mình nghĩ là linh cam thảo ha, bốn vị ha. Rồi ngoài ra có gia thêm một số vị như là bì bạch chuột, thương chuột, hạnh nhân, sinh khương ha. Thì giờ nói chung là nó tăng cái tác dụng, thứ nhất là
cái hai cái vị thuốc linh bạch chợt thì nó tăng cái tác dụng cái bạch thương chợt á là tăng cái tác dụng táo thấp kiện tỳ ha. Còn cái hạnh nhân này dùng để trị khái bình suyễn, tương tự như là cái sinh khương. Mình qua cái thể tiếp theo luôn ha, là về thể hư luôn ha, thì đã có, trong đó nó sẽ có bệnh lý về khí phế khí hư, thì sẽ mình sẽ dùng một số cái vị thuốc như là dụ ngọc bình phong tán hoặc là bảo nguyên thang. Thì đây là cái bài thuốc về ghi ngọc bình phong tán và bảo nguyên thang ha, có bài có 3 vị với một bài 4 vị ha, thì nó sẽ là chủ về thí dụ là bổ khí ha, bổ khí và kiện tỳ và pha trừ phong. À, còn cái bài bảo nguyên thang cũng tương tự là cũng bổ khí ha, à, nhưng mà nó có thêm một cái vị là nhục quế là tán hàn như nữa. À, còn về phế thế âm hư á, hôm nay mình sửa rồi, à, phế âm hư á thì thường là sẽ dùng nhất nhất âm tỷ hoặc là bị lục vị ha. Lục vị thì chắc trong mấy anh chị học rồi ha, chắc ngủ không bàn ở đây. Thì bài cái bài nhất âm tỷ á, nó sẽ có những vị như là mạnh môn, sinh địa, địa cốt vị, bạch thược, chi mẫu, canh thảo ha. Thường thường á là âm hư đó thường thường có nhiệt nên sẽ có, mình sẽ dùng cái vị như là ví dụ sinh địa ha, thanh nhiệt dưỡng âm, lương huyết ha, hoặc là chi mẫu để tả hỏa đó ha, bạch thược cũng để liếm âm. Còn cái địa cốt bì này là thanh phế nhiệt ha, để thanh phế nhiệt về chỉ khái. Thì mạnh môn thì nó có tác dụng là nhuận phế sinh tân. Còn về phế tỳ hư á thì có thể dùng hai bài như là xâm linh bạch trực tán ha, hoặc là bổ chung với khí thang. Thì cái bài bổ chung với khí thang thì chắc cũng mấy anh chị cũng học rồi ha, chắc cũng không nói gì nhiều á, thì mình sẽ nói về cái vị xâm linh bạch trực tán thôi. Thì nói chung là bài này sẽ là chủ về bổ khí và bổ tỳ ha. Anh chị thấy là có một vị như là bạch trực ha, bạch trực, bạch đậu, rồi có ý dĩ ha, rồi liên tâm vân ha. Rồi còn lại chị lại cũng thấy là có sự xuất hiện luôn là cái cánh nè ha, cánh này nó chỉ phái tiên, chỉ khái tiên phế ha, nó xuất hiện rất là nhiều trong nhiều bài thuốc. Cái về bệnh lý về thận phế tận hư á thì có thể mình có thể sử dụng hai bài là bài hữu quy ẩm và bài bát vị. Thì bài bát vị thì chắc từ lục vị ra nhục quế phụ tử ha, chứ thì chắc cũng không bàn ở đây. Còn cái vị cái bài thuốc này là cùng bài mình sẽ bàn về cái bài là hữu quy ẩm. Thì cái bài hữu quy ẩm này là nó là nó cũng là bài từ bài lục vị mà ra thêm một số vị đó ha, thì mấy anh chị có thể là Google coi thêm về cái bài thuốc này. Nói chung bài thuốc này cũng gặp nhiều lắm, mà như trong sách tự tả nhìn nó cũng ghi sao ha. Thì đó là em trình bày xong về cái bài về viêm hô hấp, thì không biết mấy anh chị đã có hỏi gì không à. Dạ thầy, thầy nói thêm cho lớp biết về cái phần mà dưỡng sinh hồi nãy đi thầy. À, dưỡng sinh. Dạ. Dưỡng sinh. Tại vì mọi nói trước để biết khái niệm, tại vì trong học phần cũng chưa thấy có học cái môn này. À, dạ. Nhưng mà chỉ có cái phần mà lý luận cơ bản đi học cổ truyền đó, thì cô có nhắc, có hướng dẫn cái phương pháp là thở bốn thời có kê mông thì có. Dạ. Thầy nói thêm cho lớp biết cái phần này. Thì dạ, cái chung là hai cái phương pháp ví dụ như là thư giãn hay là thở bốn thời nó kê mông ha. Thì nói chung là cái tác dụng của nó là nó lập lại cái sự mất cân bằng trong cơ thể. Thí dụ như là thí dụ là mình bị kích thích về cái xem quay lại cái nguyên nhân gây bệnh xưa này ha. Thì thí dụ như là bệnh nhân bị thí dụ bị về cái bệnh lý về thí dụ ăn uống hay là gì đi ha, ăn uống ha, thì để mà giống như là mình tác động được cái nguyên nhân là ví dụ mình ăn uống tất điều hay là mình ăn uống kém gì đó ha, thì mình có thể là tập mấy cái động tác thư giãn hoặc là ăn thở bốn thời có cơi mông á, để nói chung là lập lại cái sự quân bình á, thì nó sẽ tác động lên cái nguyên nhân và nó có tác dụng chữa bệnh ha. Còn cái về cái xoa tam tiêu á thì nói chung là nó sẽ chia thành ba vùng ha, là cái vùng thượng tiêu, trung tiêu và tam tiêu ha. Thường thường là mình sẽ cái trong cái bệnh về ho hay là hen suyễn á thì thường thường là sẽ chú trọng vào cái phần xoa thượng tiêu nhiều hơn, tại vì cái phế là nó đã nằm ở cái vùng thượng tiêu á, thì mình sẽ dùng cái phương pháp xoa ở vùng đó để nói chung là nuôi dưỡng cái phần phế thôi ha, chứ nói chung cũng không có gì sâu xa đâu ạ. Dạ vậy thì theo em hiểu là cái xoa tam tiêu tức là mình bị ở cái vùng nào
thượng, ví dụ như thượng, trung hay hạ thì mình sẽ so cái vùng tương ứng đúng không ạ? Dạ đúng rồi, thí dụ là chị bị táo bón gì hay ha, thì thường thường là sẽ có liên quan tới cái đại trường thì mình sẽ xoa hạ tiêu. Là bình thường hay so vùng bụng đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Vùng bụng ra mình có thể so thêm cái vùng nào khác, cái vùng nào khác nó ở cái khu vực tam tiêu nó được không thầy? Dạ thì nói chung là chị cứ đợi tới cái hormone mà môn dưỡng sinh sau bó bốn miệng dưỡng sinh á, thì nó sẽ mô tả chi tiết là mình có thể tác động đến cái vùng nào ha. Thường thường là cái xoa là xoa hết nguyên cái bụng luôn Thôi rồi thầy ơi. á. Là thì cái khái thấu ha, là nó là nói chung là nó nôm na là nó là ho á, thì còn cái háo xỉn này là cái háo xỉn này ha, là cái khò khè khó thở, còn phát nhiệt này là tương đương với lại cái sốt. À, còn cái đàm ẩm này là nó sẽ nói chung về cái triệu chứng về về đàm á. Rồi vậy mình qua cái bài tiếp theo luôn ha. Là bài tiếp theo là nó một cái bệnh lý khác cũng hay thường gặp trong cái bệnh lý về hô hấp, đó là bệnh lý về hen hen suyễn. Thì cái mục tiêu với lại cái nội dung cũng tương tự như cái kia đó ha, nên mình qua luôn đi. Thì về cái y học hiện đại á, theo y học hiện đại á, thì nói chung là chắc anh chị cũng học cái kia rồi, thì mình nói sơ qua một số cái ý đó ha. Thí dụ như là cái hen này thường thường là nó sẽ ra thường gặp ở những cái người người nhỏ tuổi ha, thường thường nó phơi phát nhỏ nhỏ tuổi ha, lên khoảng 30 tuổi thường thường nó có thể tự hết luôn. Còn ngoài ra là cái hen này thường thường nó có cái triệu chứng điển hình như là ví dụ như là khó khò khè khó thở về đêm nhiều ha. Ngoài ra nó có một số cái phân loại khác thì nguyên nhân thì nó rất là nhiều. Và thường thường á là bệnh nhân thường thường là sẽ có một cái đợt có cái nền gọi là cái nền mạn á, trên một cái nền cấp, hay thường thường là bệnh nhân sẽ bị ho hoặc khi khó thở, nói chung là bị ở mức độ nhẹ thôi, nhưng mà lâu lâu tỉnh thoảng sẽ có những cái cơn là bệnh nhân lên cơn hen cấp á, là nó sẽ bị triệu chứng nó rầm rộ khó thở rất là nhiều ha. Thì cái đợt đó thì mình phải nhập viện điều trị. Thì nói chung là nó sẽ cái đợt đợt cấp đó thường thường nó sẽ do cái tác động của một số cái yếu tố như là ví dụ là về cảm xúc ha, hoặc là bụi bẩn, hoặc là do cái thời tiết ha, thì nó cũng gây ra cái sinh ra cái đợt cấp này. Thì theo theo y học cổ truyền á, thì thực tế là cũng như cái bệnh lý khác thôi, thì nó cũng không có, trong y học cổ truyền không có hen ha. Tuy nhiên á, là nó liên quan tới hai cái triệu chứng điển hình đó, chứng trạng điển hình trong cái y học cổ truyền đó là khái thấu và háo xuyễn ha. Thì nói chung là cái hen suyễn này là cái triệu chứng chính của nó, thì đặc trưng chính của nó là cái chứng háo suyễn nè, háo suyễn là khó thở nè, khò khè khó thở ha. Cái chữ háo ở đây là theo cái tiếng Hán Việt đó, nó là cái tiếng âm là cái tiếng khò khè trong cái vùng cổ ha. Còn suyễn ở đây là nói về cái tình trạng mà thở gấp, thở gấp ha. Thì mấy anh chị thấy ha, thì cái hen suyễn này là nó cũng tương đương, nó có một phần là háo xỉn và khái thấu ha. Thì như vậy là trong cái cơ chế mà hình thành bệnh đó, nó cũng khá là cái tương đồng với lại cái viêm viêm đường hô hấp. Thì chị cũng thấy là thường thường là ví dụ mấy bệnh nhân mà hen suyễn, mà thường thường là cũng có cái trường hợp là bệnh nhân mà hen suyễn mà cái đợt cấp á, là vô vô là do bị viêm viêm nhiễm đường hô hấp á, nên mới bị á. Thì về cái nguyên nhân và cơ chế ha, thì cái nguyên nhân và cơ chế thì em đọc mấy cái sách đó thì chưa thấy ai mà nó tóm gọn lại cái nguyên nhân và cơ chế, nên cái này chắc em cũng gọi là xin phép tự tự vẽ theo những gì nó ghi thôi ha. Thì thứ nhất đó là và thường thường đó là cái bệnh về hen á, thường thường là cho bệnh nhân sẽ có một cái nền, đó là nền là đàm thấp thẳng trước đó này ha. Khi mà có cái tác nhân mà thí dụ như là bị phong hàn bên ngoài ha, tác động vô phế ha, kết hợp với lại cái đàm ẩm này ha, thì nó sinh ra một cái thể gọi là thể hen hàn ha. Còn nếu mà trường hợp mà cũng có tác động là thí dụ là bệnh nhân cũng bị có đàm thấp ha, nhưng mà cái đàm thấp này nó lại sinh hỏa sinh 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 hỏa sinh nhiệt ha, thì nó cũng kết hợp với cái phong hàn này luôn à, thì nó sẽ tạo ra cái chứng gọi là chứng hen nhiệt ha. Ngoài ra là một cái số cái cơ chế gây bệnh mà nó liên quan tới mấy cái tạng phủ,
thì cái những cái cơ chế này nó sẽ là thuộc về cái phần mà bệnh lý về hư nhiều hơn ha, là bình thường nó sẽ không liên quan cái đợt cấp của cái hen nhiều, mà nó chỉ là cái nền mạng của cái bệnh lý đó thôi, thì nó sẽ liên quan tới một số cái tạng như là tỳ ha, phế là thận nè ha, nó sẽ gây cái chứng háo suyễn. Thì cái nguyên nhân ví dụ là nguyên nhân là cái nguyên nhân thì thường là có thể là ăn uống rất đều ha, cũng giống tương tự như là cái viêm hô hấp bên kia thôi, là cũng ăn uống không điều độ gì đó ha, tổn thương tỳ có thể sinh đàm thấp ha, hoặc là có thể bị lao lực ha, tổn thương mấy cái tạng như tỳ phế thận, hoặc là cái vấn đề về tủ sắt ha, là ăn uống nhiều rượu hay là gì đó ha, phòng dục quá rất đều vậy ha, tổn thương tinh ảnh hưởng tới thận ha, sẽ cũng gây lại cái chuyện giật háo suyễn. À, thận ở đây là mình à, như mấy chị học trong cái học thuyết tạng tượng á, là cái thận này là nó có cái chức năng đó là thận chủ nạp khí đúng không, à còn phế thì chủ khí ha, tỳ sinh khí ha, thủy cốc rồi chuyển hóa thành khí ha. Thì cái thể làm tương ứng với lại những cái chưa chế gây bệnh đó, thì mình cũng có mấy cái thể như sau. Thứ nhất đó là về hen hàn ha, thứ hai là về hen nhiệt, và cái thứ ba là cái suyễn suyễn ha, là mình cái hen này là mình chỉ nói về cái phần mà bị khò khè ha, là cái mức độ mà nó hơi bị nhẹ thôi ha. Còn nếu mà hiện giờ bệnh nhân mà bị qua cái thể mà thể bị hình như thở cấp á, thở gấp gáp á, thở khó khó thở, thì có thể là nó có cái thể là thể phong hàn hoặc là thể táo nhiệt ha. Còn về hư á, thì tương tự như là bên cái bên viêm hô hấp, thì nó có thể cái thể như là phế khí hư, phế âm hư, tỳ hư, thận hư ha. Rồi tới đây có anh chị nào hỏi gì không ạ? Thầy ơi, giải thích lại dùm cái sơ đồ lúc nãy á, là đàm thấp mà sinh hoạt là như thế nào? À, là cái đàm thấp này mà nếu mà lâu ngày quá thì nó sẽ giống như là nó sẽ gây ứ trệ ha, nếu mà ứ lại nhiều quá thì nó sẽ có tình trạng là hóa thành nhiệt ha, thì nó sẽ chuyển thành đàm nhiệt á. Thì khi mà nếu mà có ví dụ là nếu mà đàm thấp á, mà gặp cái phong hàn phạm vô phế ha, thì nó sẽ gây ra cái là hen nhiệt. Còn nếu mà đàm thấp này mà nó đã hóa hỏa nữa là thành đàm nhiệt rồi á, mà nó còn gặp thêm cái phong hàn nữa, thì nó sẽ gây ra cái chứng là hen nhiệt. Thầy ơi, như những em bé mà 2-3 tuổi sao lại bị hen suyễn thầy? Khi đi khám thì người ta lại kêu là viêm phế quản theo dõi suyễn là sao thầy? Dạ thì thường thường á, là cái hen này là nó có thể là nó liên quan tới một cái yếu rất là nhiều nguyên nhân tác động ha. Thì thường thường là nó có thể một và có cái là bị di truyền á. Thì cái tỷ lệ mà ví dụ là ba mẹ là bà về có bị hen á, thì con cũng bị hen như là cũng gần 50 cũng ba mấy phần trăm á. Còn cái việc chị nói cái chuẩn đoán mà viêm viêm hô hấp trên mà theo dõi hen á, là có thể là do là đối với cái bệnh nhi á, là thường thường á, là mình có cái mình rất là khó hỏi về cái triệu chứng ha, thì có thể là mà bác sĩ nói chung là cũng phân vân không biết cái chẩn đoán là cái gì á, nên có thể là mình ghi như vậy để chẩn đoán phân biệt thôi. Chị có anh chị nào khác hỏi gì không nữa mà hôm nay em qua qua tiếp luôn Cho qua đi thầy ơi. Dạ. à. Mình vô cái hen suyễn, cái phở thể đầu tiên là thể hen suyễn hen hàn ha. Thì hen hàn là như nãy cái thể mà bên kia phong hàn bên kia ha, thì thường thường là bệnh triệu chứng của hen là thường thường là khò khè nè, còn cái triệu chứng của hàn là thường thường là sẽ có cái đàm trong loãng ha, có bọt, cái ý ở đây là nó có mình phải chuẩn đoán phân biệt với là một số cái ví dụ như là dùng bệnh nhân có bị trào ngược gì đi, trào ngược dạ dày thực quản gì đây ha, thì có thể là do cái đờm nó có thể là từ từ trên dạ dày nó đi lên, nên nếu mà mình có cái đờm mà nó có bọt á, thường thường là nó ở thì nó sẽ xuất phát từ cái hệ hô hấp là nhiều hơn, là từ trong phổi ra nhiều hơn ha, từ từ là cái đàm trong dễ lãng dễ hạt ha. Và cái triệu chứng hàn khác đó là ví dụ là không khát, và thường thường là thích uống nước ấm, người lạnh nha, người lạnh thì nói chung là cái triệu chứng này là nó không có điển hình cho hàn, nó là hàn nhưng mà nó không có điển hình cho cái phong hàn ha. Ví dụ bệnh lý mà ví dụ là bệnh ví dụ bị khí hư hay dương hư thì cũng vẫn có người lạnh ha, ở đây mình không có tô ở đây. Về phong nhiệt á, thường thường thì như cái qua cái cơ chế bệnh sinh hồi nãy á, ha, thì rõ ràng là mấy anh chị thấy là nó có hai cái. Thứ nhất là
nó cái về cái đạm nhiệt ha, và cái thứ hai là cái về phong hàn ha. Thì bởi vậy là bệnh nhân sẽ có bệnh cái triệu chứng đó là lạnh bên ngoài nhưng mà nóng bên trong ha. Cái lạnh bên ngoài này là do cái phong hàn nó xâm nhập vào ha, còn cái bên nóng bên trong này là do cái đạm nhiệt. Nên bởi vậy là cái thì là nóng bên trong là có thể gây lên cái triệu chứng như là điều tiểu táo táo nữa ha, là buồn bực khó chịu ha. Còn về mạch đó, thì mình chỉ có thể thấy là mạch bên trong đó là bình mạch hoạt sát ha. Nói chung là cái bệnh lý này là cái bệnh lý bán lý bán bán là bệnh lý mà gì hàn nhiệt vãng lai, là vừa nhiệt vừa là vừa hàn vừa nhiệt luôn nha. Còn về cái xuyển phong hàn á, thường thường là bệnh nhân sẽ bị có triệu chứng khó thở ha, và ngoài ra có ho đàm nữa. Ho đàm thì thường thường là sẽ có loãng nhiều, và triệu chứng hàn thì thường thường là sẽ có không không có khác. Còn về cái áo nhiệt á, thường thường là bệnh nhân sẽ có cái đàm, và đàm này nó sẽ đặc và nó khó khẹt, là tại vì cái đàm này là do nó có tính chất là táo á, thì nó sẽ khô và nó nên như vì vậy là nó sẽ là đặc và nó khó khạc hơn cái kia kia. Còn nếu mà bởi vì táo nó cũng có sinh nhiệt đó ha, thì lúc mà mình bắt mạch đó, thì nó cũng có thể là nó có cái mạch là mạch sát nha. Còn cái về phế khí hư thì nó nói chung là nó cũng tương tự như là cái bệnh viêm hô hấp trên thôi, thì nó có thể là có bệnh có cái triệu chứng về tự hãn nữa. Tự hãn là điển hình của cái khí hư. Còn phế âm hư thì cũng tương tự y chang như là cái bên viêm hô hấp luôn. Tỳ hư tương tự cũng vậy luôn ha. Thận hư thì nó chỉ có triệu chứng về thận dương hư thôi. Về phương pháp điều trị á, thì thì anh chị ha, thì thấy bên cái viêm hô hấp á, thì nó chỉ có trừ đờm thôi ha. Thì bên đây nó sẽ có thêm một cái ý nữa là đó là đình xuyển ha. Đình xuyển ha, bình xuyển ha. Mấy anh chị thấy ha. Là cái nào nó cũng có hết, hầu hết nó cũng có hết. Còn về cái táo nhiệt đó, thường thường nó sẽ là về thanh phế và giáng hỏa. À, bên đây cũng vậy ha. Bên về hư thì nó cũng tương tự với kia thôi. Và nó sẽ có thêm cái bình chỉ nữa. Thì việc chăm cứu đó, thường thường là nó cũng tương tự như bên kia thôi ha. Tuy nhiên là nó sẽ có xuất hiện thêm một số cái huyệt nha, thí dụ như là huyệt đại trùy, huyệt đình xuyển ha, là thiên đột nữa, thiên đột là cái huyệt bình đình xuyển ha. Thì cái huyệt này là nói chung là có tác dụng là bình xuyển ha. Nghe đọc mấy anh chị đọc tên chắc cũng biết rồi. Còn về bệnh lý hư thì cũng tương tự thôi ha, thì cũng vô để bổ mấy cái tạng mà bị hư tương ứng thôi. Tuy nhiên là có thêm một cái huyệt đó là huyệt cao hoang du ha, là tưởng nó ở vùng lưng á, là nó dùng có tác dụng để tư âm. Về thuốc thang thì mấy anh chị có gì hỏi gì không à, nhưng tạm Tư thời âm dừng là lại sao? hỏi. Dạ Tư âm á. dạ tư âm là bổ âm á, mà nó dùng từ từ là thí dụ là ghi là bổ phế rồi bổ âm đi thì nghe nó không hay đúng không? Thì giờ mình ghi tư âm bổ phế thì nó sẽ nghe hay hơn, nhưng mà thực tế nó cũng là bổ âm thôi. Dạ, thầy cho hỏi là thấy mấy cái chứng, tất cả những cái chứng bệnh đó thầy, thì Dạ. nó có những cái biểu hiện, nhưng mà thấy có biểu hiện mà liên quan đến lưỡi á thầy, thầy nói thêm về cái phần đó. Lưỡi. Dạ. Dạ thì thí dụ là bệnh về thí dụ phế âm hư đi ha, thì có cái lưỡi đỏ ha, là do có nhiệt trong nó thì lưỡi nó sẽ đỏ lên. Thì đây tương tự đây cũng táo nhiệt ha, cái táo nhiệt thì nó sẽ có nhiệt thì nó sẽ cũng có lưỡi đỏ. Còn cái phò thể chuyển lại phong hàn ha, thì nó cũng có cái như là cái đờm thấp á, đờm á gì đờm thấp anh chị, thì lưỡi nó cũng có thể triệu chứng về nhờn và phù hoàng. Là cái lưỡi này mà lưỡi đỏ thường thường là liên quan tới nhiệt hết á. Nếu vậy thì nhiệt thì lưỡi nó sẽ cái đặc điểm của nhiệt, bị nhiệt á, thể nhiệt, bệnh mà thể nhiệt á thì lưỡi sẽ đỏ, vậy thì thể hàn là lưỡi nó sẽ màu gì thầy? Dạ thường thường là làm cái này, thường thường là mình sẽ coi cái rêu lưỡi nhiều hơn á. Dạ. Thường thường cái rêu lưỡi, ví dụ là mình rêu lưỡi rêu trắng dày á, thường thường là sẽ biểu hiện một cái ngoại tà ha. Ngoại tà là thường thường là phong hàn nhiều hơn.
Nếu mà ví dụ mà bệnh rêu lưỡi vàng á thì có thể là bị phong nhiệt. Cái sắc lưỡi là chỉ có màu màu đỏ thôi hả thầy, không có sắc khác nữa hả thầy? Có hồng, có tím nữa chị. Dạ, tại thấy có mấy trường hợp cái sắc lưỡi nó tím. Yeah, sắc lưỡi tím thì thường thường là nó liên quan tới cái huyết hoặc là huyết huyết hoặc là bị ứ. Thế mấy cái triệu chứng mà của hen nhiệt dưới hen hàn á là nó có phải xuất phát điểm từ cái phong hàn phong nhiệt trong viêm hô hấp lên không thầy? Là nó một cái test giống như là mấy anh chị tưởng tượng là giờ bệnh nhân đã đang trong một cái nền bị bệnh bệnh lý hen ha, thì khi mà bệnh lý hen ha, tại bệnh bệnh nhân ví dụ bị khò khè khó thở nhẹ nhẹ thôi mà tiến tới một cái đợt đó ví dụ là bị cảm cúm hay gì ha, thì lúc đó là bệnh nhân bị lạ sợ lạnh đổ mồ hôi gì đó, thì nó sẽ gây nên kết hợp với cái hen có sẵn trong người ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái đợt cấp của cái cơn hen ha, thì bệnh nhân sẽ bị khó khở khò khè rất là nhiều. Thì bình thường ví dụ là bệnh nhân dùng cái thuốc hít á, thuốc hít hít vô á, thì nó sẽ đỡ ha, nhưng mà tiện cái do mình cái do cái phong hàn này là nó xâm phạm vô á, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng hen nó nhiều hơn, thì cái thuốc hít nó không có tác dụng nữa, nên bình thường là cái những cái trường hợp mà đợt cấp của hen thì thường là vô nhập viện vậy á. Nói chung là cái phong hàn nó chỉ là một cái yếu tố thúc đẩy thôi, chứ nó không cũng không hẳn là cái nguyên nhân. Nếu mà giữ chữa thì nên kết hợp Tây y và y học cổ truyền luôn hay không thầy, hay là mình nghiêng về một phía thôi? Dạ thì theo nguyên tắc là mình học theo nguyên tắc chung của mình học luôn ha, thì mình phải kết hợp cả hai luôn ha. Tại vì mình cũng biết cái mặt tốt mặt xấu của mình ha. Thì về cái thuốc á, thường thường á, là cái thuốc mình nó có tác dụng chắc mọi người cũng biết là tác dụng cũng hơi bị chậm ha, thì lúc mà trong mấy cái trường hợp cấp như vậy á, thì mình nên sử dụng cái thuốc tây nhiều hơn. Nên bây giờ thì trong cái trường hợp cấp thì mình xử trí bằng tây y trước, rồi sau đó ví dụ mà ổn rồi á, mình chuyển từ từ qua cái quay giai đoạn nặng á, thì mình kết hợp thêm cái đông y vô nữa. Thế là mình làm vậy an toàn thôi chứ chứ không có gì hết. Chứ hồi xưa là mấy mấy thầy thuốc đông y hồi xưa là người ta dùng hết luôn á, là mình muốn làm trong cái mấy cái về bệnh lý về cấp á, thì mình phải có bằng chứng kinh nghiên cứu khoa học gì này nọ ha. Nhưng mà tuy nhiên là cái mình nghiên cứu về cái thuốc thuốc ở đây ở thuốc y học cổ truyền là rất là khó, tại vì mình một cái bài thuốc mà nó có bao nhiêu vị ha, rồi cái tương tác giữa mấy cái vị đó với nhau rồi tùm lum hết, làm sao mình chứng minh được, nên vì rất là khó mà nói chuyện như bên đó. Tuy nhiên là rõ ràng là có tác dụng ha, cho mình sách kinh điển gì để nói là rõ ràng là có hết. Lúc nãy thầy có nói một cái ý là thầy kêu là có những trường hợp là những đứa bé tới một cái độ tuổi, ví dụ như 30 tuổi, là cái bệnh hiện hen đó nó tự hết đi, thì cái đó là như thế nào thầy? Cái này nói sâu về cái sinh lý bệnh đó cũng sẽ cô không nói đây. Nói chung là mà mình học về bên nói chung mà mình học trong cái bệnh lý về hen á, thì nó có một cái ý đó thôi, nói chung là mình cũng chưa hỏi mấy cái thầy cô bên tại y về cái ý này, thì có thể là về mà có khi nào mà mình có dịp đó, thì mình để mình hỏi thử coi ha, có gì mình chia sẻ lại cho mấy anh chị. Không không ai hỏi nữa mình qua luôn ha, chắc cũng sắp hết rồi. Thì ví dụ trong thể hen hàn thì mình có bài xạ can mao hàn than ha, những gì thấy ha, thì bên đây thì nó sẽ dùng bị dùng để phối tán phong hàn ha, với lại hóa đờm, thì trong đó có mao hàn ở đây ha, là dùng để phát hãn với chi của phát hãn ha, tán hàn ha. Còn ngoài ra có một số cái vị là như bán hẹ ha, đây cái bán hạ nó xuất hiện lại đó ha, là nó dùng để cái giãn nghịch và tiêu đờm ha. Giãn nghịch là do khi mà cái về cái chứng trạng về háo suyễn cái thường thường là do cái tình trạng về khí nó bị nghịch lên á, nên là mình dùng cái bài thuốc về bán hạ để giảm cái trường hợp khí nghịch này lại. Còn cái ngũ vị tử này nữa ha, ngũ vị tử là liễm phế chỉ khái ha. Rồi ngoài ra có số cái thuốc Sắc như là kinh ví dụ thanh nhiệt. Dạ, sao chị? để cho em hỏi sắc kinh Ở đâu chị? những cái chỗ mà ngũ vị tử nó có luyện tế chỉ Ngũ vị thấy sắc tử. kinh đó. À, sát tinh.
Là nó có cái nó về cái thường thường là nó dùng trong mấy cái bệnh lý mà như là thí dụ như là bị tiểu xón cái gì xính hay là bị di tinh mộng tinh gì đó, thường thường là cái nó ý là sáp tinh là vậy, nó là cái tinh tinh khí trong cái tinh khí thần cái gì. Cái bài tiếp theo là cái bài phải hẹn nhiệt á, thì bài định xuyển than ha, cái bài này cũng có nổi tiếng trong cái bài về lý hen suyễn. Này có bệnh nó có những cái vị như là bệnh ma hoàng ha, hạnh nhân nè, bán hạ, tan bạch bì, trúc lịch, cam thảo, hoàng cầm ha. Thì do cái bệnh này là nó có cái nó vừa hàn vừa nhiệt ha, thì mình thì bởi vậy là mình sẽ dùng một số cái vị thuốc nó nhiệt, nó hơi nó lập nhau tí xíu. Ví dụ ma hoàng ha, hoàng cầm ha, hoàng cầm mình thanh nhiệt ha, tan bạch bì cũng thanh nhiệt, trúc lịch cũng thanh nhiệt ha. Rồi ngoài ra có một số cái bệnh là cái thuốc vị thuốc này là dùng để hóa đờm giãn nghịch ha, bình xuyển ha, tan bạch bì cũng bình xuyển này, bán hạ cũng bình xuyển. Trúc lịch là kiểu cây tre hả thầy? Đấy Cái trúc lịch này mình thấy ít có cái chỗ thuốc nào khó luôn đó. Ít xài lắm. những bài thuốc lúc nãy giờ thầy chia sẻ thầy làm mình dựa vào triệu chứng mạnh nhẹ hay như thế nào thầy, hay là cái đó rồi mình vô mình uống không? À là mình thân theo cái thể là mình dùng luôn á. Thì thí dụ là mình cũng coi ha, thí dụ cái mấy cái bài thuốc đó, thí dụ là nó thiên về cái bổ tỳ hay bổ gì, bổ ta, bổ phế nhiều hơn thì mình coi mình chọn cái đó ha. Thì thôi mình qua luôn cái thể tiếp theo ha, là thí dụ là về xuyển phong hàn ha, thì có hai bài là bài tiểu thanh long thang với bài tam mao thang. Thì bài tiểu thanh long thang thì mấy anh chị là thấy đó có sự xuất hiện của cái ma hoàng nè ha, ma hoàng ha, rồi bán hạ, ngũ vị tử, hạnh nhân ha, mấy vị này mình thấy hoài luôn. Thì do cái này thể là thể phong hàn thì sẽ có tế tân thế này ha, rồi can khương để tán hàn. Thuật dược này là để điều danh ha, điều danh vệ. Trong cái ôn bệnh đó, nó nói về cái nói chung là nó nói về cái vệ khí à. Còn cái bài tam ao thang là có ba vị ha, là nó có ma hoàng, hạnh nhân, cam thảo. Bởi vì sẽ táo nhiệt cái mình dùng bài tả bạch tán ha, thì có vị là như tan bạch bì, địa cục bì, nhập mễ, cái cam thảo. Là cái tan bạch bì thanh phế nhiệt, chỉ khái hạ xuyển ha. Địa cục bì cũng là thanh nhiệt, còn cái nhập mễ này là nó hòa chung chuyển tỳ mà nó có sinh như có sinh tân nữa sao mà cho sao trong sách nó không có ghi. Còn cam thảo này là dẫn thuốc nha, hình như cái này là lộn vậy á. Thầy ơi cho hỏi cái bài thuốc thầy vừa vừa mới nói Bài nào, bài này à, dạ đúng rồi, cái dạ nhập mễ là mình bỏ vào chung để nấu chung với thuốc luôn hay như thế nào thầy? dạ là nấu chung luôn á gì. Dạ coi như nó là một vị thuốc luôn. Dạ đúng rồi. Qua cái phế khí hư ha, phế khí hư thì nó có mình cũng dùng cái bài ngọc bình phong tán là cái bên bên viêm hô hấp ha. Rồi đó cũng có bài nữa là bài về quế quế chi hoàng kỳ thang ha, cái bài này chung cũng ít xài lắm, thường thường là xài cái bài ngọc bình phong tán ha. Thì nói chung mình cũng show ra cái bài này cho mọi người coi thôi. Thì có quế chi, hoàng kỳ, bạch trược, đản sâm, đại táo, ngũ vị tử, sinh khương. Ngũ vị tử là liễm liễm phế chỉ khái này ha, còn một số cái vị bổ khí ha, tại do khí hư thì bổ khí thôi. Còn về phế âm hư là mình dùng bài sinh mạnh tán hoặc là lục vị hoàng ha. Thì sinh mạnh tán thì nó sẽ có những vị như là đản sâm, xe sâm, mạnh môn, ngọc trúc, ngũ vị tử, bối mẫu ha. Thường thường là cái bệnh về phế âm hư á, mình thường thường là dùng cái bài lục vị hay là nhất nhất âm tiễn hồi nãy á, chứ cái bài sinh mạnh tán này nói chung cũng ít xài lắm, tại vì nó bổ âm hơi bị ít. Còn cái bài về tỳ hư á, thì nó sẽ dùng cái bài lục quân tử ha. Hồi nãy cái thẻ cái bên kia của mình là phế tỳ hư, còn ở bên đây là chỉ có tỳ hư thôi. Lục quân tử ha là có đản sâm, phục linh, bạch trực, chuẩn bị, bán hạ, cam thảo ha.
nói chung bà thiên về bổ tỳ và nó hóa đờm nhiều hơn, hóa đờm táo thấp. Còn mà về bệnh lý về thận hư á, thì mình có thể dùng thuốc như là dù tả quy ẩm ha, bát tiên tha hoặc là thận khí hoàng ha. Cái bài thận khí hoàng này thường thường thận hư mình cũng hay dùng cái bài thận khí hoàng này nhiều à, hoặc là tả quy ẩm ha. Còn cái bài bát tiên tha này cũng ít xài lắm. Thì đây là cái bài bát tiên tha ha, có tục địa hoài sơ, đơn bì phục tinh trạch tả là lục vị, là mạnh môn ngũ vị tử sơn tùng, là nó ra thêm cái mạch môn ngũ vị tử. Bức sinh thì nó cái động tác thì nó cũng tương tự như cái bên kia thôi, thì nó cũng có ba cái động tác đó là thư giãn, tạo bốn thời cấu cái mông và xe tam tiêu à. Thì cái bài đây là hết rồi à. Thì mình không biết mấy anh chị có hỏi gì nữa không? À, cho em hỏi mấy cái phần về thuốc á, thì ví dụ như có da giảm á, thì mình da giảm làm sao để mình biết được da giảm hay sao thầy? Thì thí dụ như là mình ví dụ là mình nói chung là cái kinh nghiệm á, thì thường thường là mấy cái người mà là mình cho thuốc nhiều á, thuốc thang nhiều á, thì người ta có kinh nghiệm là thí dụ là cái bệnh nhân này nóng nóng cỡ này nè, thì thường là sẽ cho bao nhiêu vị ha. Thì thí dụ như mà mấy anh chị mới 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 bắt đầu á, thì mình cứ cho theo cái sách kinh điển đi ha. Rồi thí dụ là bệnh nhân mình cho xong mà mình thấy bệnh nhân nó vẫn còn nhiệt á, thí dụ mình phải thí dụ như bài thuốc phát tiên này đi ha. Ví dụ mình cho thuốc bài thuốc này xong nhưng mà bệnh nhân thấy vẫn còn nhiệt á, thì có thể là mình tăng cái liều liều của cái thuốc này, ví dụ tăng đơn bì lên ha, hoặc tăng trạch tả gì đó lên để giống như là tăng cái tác dụng thanh nhiệt á. Thì sau đó mình lại quay lại mình theo dõi cái kết quả đây, là bệnh nhân này có cái nhiệt hôm nay tới nay nó sao rồi, là thấy nó giảm rồi thì mình ok mình xài bài thuốc đó luôn ha. Rồi mình rút kinh nghiệm ha, ví dụ bệnh nhân này nóng nóng vậy đó, về sau là mình sẽ sử dụng cái 10 gam luôn chẳng hạn đó. Cái này nói chung là nên nó thêm về cái kinh nghiệm nhiều hơn. Nói chung mấy cái thầy cô lớn thì lúc mà ra trường nó cũng khuyên là cái em cứ theo cái kinh điển thôi, chứ chứ chứ, chứ em chưa có đủ trình độ mà cho thuốc đâu. Em hỏi đó là cái về phần cho thuốc á này, thì ví dụ như tầm bao nhiêu thang thuốc thì nó sẽ trung bình bao nhiêu thang thuốc là vừa thầy, hoặc là mình sẽ cho một thang trước uống thử hay là sao? À, thường thường là mình cho uống, còn mình sẽ theo dõi chắc khoảng tầm 1 tới 2 tuần nữa. Thì chung là 1 tuần mà mình thấy có kết quả thì mình lại cho uống, thấy có đỡ tí xíu thôi thì mình lại cho uống tí, mà mình gia giảm cái vị lại. Còn nếu mà không có kết quả luôn thì mình đổi bài luôn. Em có một chị bạn là bị nhân tuyến giáp á thầy, xong rồi đi cắt thuốc đông y thì người ta bảo là uống cái hết cái đợt thuốc đó là cái nhân tuyến giáp kiểu như nó hóa lỏng xong rồi nó đi ra ngoài giống như cái đàm nữa, cái đó có thiệt không thầy? Nghe cái đó thì cái nhân đó thì nó có thể bị xẹp ha, chứ còn nó nếu nó mà cái kiểu mà nó nát thành đàm nó đi ra vậy là thực tế là không đúng ha. Ý là mình nếu mà mình uống thuốc đông y thì nó vẫn có thể xẹp cái nhân đó đi đúng không thầy? Dạ đúng rồi, nhưng mà nó không có cái vụ mà nó biến hóa đờm rồi nó thải lên. Tại vì em thấy chị ấy nói là đi khám về bác sĩ đông y bảo là uống cái hết cái đợt thuốc đó là bắt đầu là cái nhân đó nó sẽ hóa lỏng, kiểu như nó hóa lỏng luôn á. Nó hôm nay hỏi thì thôi em qua một cái phần nhỏ đó ha, chứ khi mình kết thúc ha, thì cái đó là cái kia mà em sẽ cho một số cái ví dụ về cái câu hỏi của từng bài ha. Thí dụ như là cái bài hôm nay đi, cái bài về hen hàng đi, thì em có thể hỏi là một cái dạng như là ví dụ là hen hàng là cái sự kết hợp của đàm thấp ha và tổn thương của cái tạng nào ha, là tâm can phế thận ha, mấy anh chị chọn một cái đáp án ha.